Bảo có gì để anh đi lơ xe cho, phụ xe cho, mẹ muốn con thì phụ đéo được. Anh nhà không có gì ngoài tiền. Thôi có gì mẹ, người ta lấy 500 thôi, bảo em thôi không cả anh em lấy 400 thôi. Thế mẹ thôi, tôi anh em lấy 600 thì bỏ mẹ. Thở này chết đây. Làm với mẹ, giờ lấy xe. Giờ tôi phải tiền tiền được 3 mua. Đi Hyundai hay là bài thằng Mazda thôi. Không nghe gì nữa. Ơ Kia giờ ra nhiều loại đẹp lắm nhá. Kia á? Kia Seato á. Ừ, anh thấy giờ nhiều con đẹp lắm. Mới đéo tiền này. Anh giờ vào có vài trăm triệu bạc anh mua ngay. Nhà sĩ phết thì tận vài trăm triệu bạc. Tương đối rồi. Bốn rưỡi năm chín phẩy năm rưỡi được rưỡi.